Chuyển sang những tin tức thị trường đáng chú ý. Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các địa phương ưu tiên tiêm vaccine cho lái xe, người lao động, ngành vận tải và logistics như lực lượng tuyến đầu chống dịch nhằm không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Theo đó, Bộ Công Thương cho rằng các hoạt động logistics vận chuyển, lưu thông hàng hóa là mạch máu của hoạt động kinh tế. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp là tính kết nối sản xuất theo chuỗi, không phân biệt địa giới hành chính. Do đó, khi không đảm bảo được quá trình lưu thông vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất sẽ dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất nội địa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì sản xuất của các doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu của việc gián đoạn quá trình lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu thời gian vừa qua chủ yếu do các địa phương chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của lực lượng này. Vì vậy, đối tượng cần tập trung ưu tiên tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh là đội ngũ lao động, tài xế, phụ xe thực hiện vận tải liên tỉnh và các ngành logistics phục vụ lưu thông hàng hóa, chứ không phải là nhắm vào việc quy định hàng hóa thiết yếu để hạn chế lưu thông hàng hóa như hiện nay. Để kiểm soát phòng chống dịch chặt chẽ hơn, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tích hợp mã QR code trên phiếu mua hàng thiết yếu, phiếu phát cho người dân khi mà đi chợ hoặc đi siêu thị. Theo Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, việc phát phiếu đi chợ siêu thị là để phục vụ truy xuất thông tin khi cần thiết hỗ trợ công tác phòng chống dịch nhanh chóng hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các quận huyện thời gian vừa qua thì chưa đồng bộ, vì thực tế lượng khách ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn chưa được khống chế. Một số nơi còn tình trạng tập trung đông người. Ngoài việc phân chia lượt đi chợ cho mỗi hộ dân từ 2 cho đến 3 lần một tuần, trên phiếu mua hàng thiết yếu cần thực hiện tích hợp mã QR code để phục vụ khai báo y tế đối với khách hàng và những người ra vào điểm bán phiếu mua hàng thiết yếu cần thể hiện đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Mỗi hộ dân chỉ cử một người đại diện mua hàng hóa thiết yếu tại các điểm bán theo khung thời gian, địa điểm, cung ứng phù hợp. Những ngày qua khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, trên mạng internet lại bắt đầu xuất hiện việc giao bán, trao đổi thẻ có logo và con dấu của công ty Grab. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với tổ chức này, tổ chức Grab và xác định đây là thẻ giả. Sự việc trên được cho là lợi dụng hình ảnh mẫu thẻ Grab để thay giấy đi đường nhằm đối phó lực lượng chức năng trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị số 16. Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông, việc mua bán thẻ, sử dụng các loại thẻ của các doanh nghiệp công nghệ cung ứng dịch vụ vận chuyển được xem là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu làm giả con dấu, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Nhằm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố, đơn vị này cảnh báo việc làm giả cung cấp sử dụng các loại giấy đi đường để được ra đường trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 là hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế, thời gian qua, nhiều người đã sử dụng đồng phục logo của các hãng xe để ra đường dù đang giãn cách xã hội. Lực lượng, lượng chức năng phát hiện đã xử lý hoặc nhắc nhở chấp hành các quy định của nhà nước. Quý vị trong khi chờ bộ nông nghiệp và phát triển Đông thôn kết nối cung cầu Bắc Nam thì giá gà công nghiệp lông trắng đang rất thảm xuống mức là chỉ còn bằng 1/5 giá vốn nhưng vẫn chưa có người mua theo hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai giá gà công nghiệp lông trắng theo báo cáo của doanh nghiệp và địa phương là 9.000 đến 10.000 đồng một kg Tuy nhiên giá bán 6.000 đồng đến 7.000 đồng một kg cũng không ai mua trong khi chi phí nuôi loại gà này đến nay là 28 đến 29.000 đồng 1 kg theo các trại chăn nuôi, gà trắng hiện tại chỉ nuôi khoảng 32 ngày là xuất chuồng, gà màu là 45 ngày xuất chuồng. Trong khi đó, các nhà máy lớn có công suất giết mổ từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn con mỗi đêm lại đang tạm đóng cửa. Dẫn đến nghịch lý thị trường người dân không có gà để ăn hoặc mua với giá cao, nhưng gà trong các trang trại không ai mua vì không có chỗ giết mổ. Đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thừa nhận các cơ sở giết mổ chế biến gặp nhiều khó khăn hơn so với một số ngành sản xuất khác vì do mặt bằng nhỏ, thường xuyên ẩm ướt, không đủ điều kiện vệ sinh để cho người lao động ăn ngủ sinh hoạt tại cơ sở. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ mở diễn đàn kết nối cung cầu giữa các tỉnh miền Nam và miền Bắc để giải quyết tình trạng hiện nay. Tại thủ đô Hà Nội, chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, khu vực đèn lừ quận Hoàng Mai đã chính thức phải tạm dừng do phát hiện có ca dân tính với Covid-19. Được biết đây là chợ đầu mối cung cấp một lượng rất lớn các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả hàng ngày cho khu vực quận Hoàng Mai Hà Nội. Việc đóng cửa đi chợ đầu mối đã tác động đến giá cả các mặt hàng tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Một lượng lớn thực phẩm rau củ quả tại chợ đầu mối cung cấp cho các tiểu thương ở các chợ dân sinh trong khu vực quận Hoàng Mai do lượng hàng hóa bị giảm đột ngột khiến giá thành một số mặt hàng tăng cao đặc biệt các mặt hàng rau củ quả có loại giá tăng gấp đôi so với ngày thường. Nói chung là là các cái loại rau này là đều nhích hơn, tại vì là cái chỗ bán buôn người ta ít thành ra là bọn em lấy nhập nó cao hơn một chút. Cái trước nó đông chỗ bán buôn thì mình nhập nó dễ hơn, bây giờ ít thì thành ra là bọn em nhập cao hơn thế không? Và cái gì cũng thế? Trứng thì 30 bây giờ lên 40 đây. Em mua đây này, 10.000 một chục trứng. Hôm qua còn mua 45.000 cơ. Ví dụ như bình thường rau muống mua khoảng độ 10 10 000 một bó. Thì bây giờ lên khoảng 15 nghìn anh ạ. Trong thời gian giãn cách, lượng rau củ quả từ các vùng lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương không được cung cấp như trước. Theo các tiểu thương ở chợ Long Thuyền Lĩnh Nam, ngoài lượng rau củ quả được cung cấp thì hàng ngày cũng có một lượng lớn không nhỏ các hộ buôn bán nhỏ từ các vùng lân cận buôn bán ở chợ này. Việc thiếu hụt một lượng hàng hóa lưu thông hàng ngày cộng với chợ đầu mối phía Nam Hà Nội bị phong tỏa khiến lượng hàng hóa khan hiếm hơn, giá cả tăng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, những mặt hàng như thịt cá không tăng, trứng và tôm có tăng nhẹ so với mấy ngày trước. Không tăng một tí làm chị bán vẫn bình thường giá bình ổn. Ừ, rồi à. rồi chứ là đúng. rồi. giá lại cái này. Thật à? 30 giờ em hàng mình bán ra cho... lượng, lượng hàng bán là mấy, thì... mấy hôm nay thì hơn, nhiều hơn, nhiều hơn mấy hôm, hôm nọ. Nào. ngày là nào nhiều hơn đấy. Gấp đôi mấy hôm nọ. Bình thường chị bán 22 nay có 25 thôi. Còn tôm này là mấy cái cân 7 8 thì hôm nay là 200. Cũng không đắt lên là bao nhiêu, nó chỉ hơn chuyển một tí. Nó cứ dựa vào Covid nó đắt đây, rồi kêu là chợ đầu mối nó không quả nó đắt đấy. đấy. cứ mỗi chỗ một giá chỗ này, một giá chỗ kia lại một giá. Trong thời gian giãn cách xã hội, việc phòng chống dịch bệnh tại các khu chợ dân sinh được đặc biệt quan tâm. Theo Trung tâm CDC Hà Nội thì dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng phức tạp, nguồn lây trong cộng đồng vẫn chưa kiểm soát triệt để. Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân cộng với các biện pháp quyết liệt của chính quyền cơ sở sẽ góp phần hạn chế, nguy cơ cho cộng đồng. 100% là tiểu thương cũng như người vào chợ phải đeo khẩu trang. Đấy, người vào chợ thì bắt buộc là phải khai báo y tế. Ngày tới thì chúng tôi sẽ tổ chức là căng dây, làm sao đảm bảo là một chiều vào và một chiều ra. Đấy thì tính đến tối ngày hôm qua, đêm cả đêm, thì phường làm xuyên đêm làm 45.000 cái vé vào chợ dành cho nhân dân ở trên địa bàn. Thời gian hiện tại thì các chợ phía bên trên, phía bên dưới của cái phù chợ đồng thuyền này đều đã đóng cửa. Đấy. Thì nhân dân của các phường khác dồn vào bên chúng tôi cũng rất là nhiều. Trong thời gian này, ngoài việc đảm bảo các chợ dân sinh được hoạt động bình thường, an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn phòng chống dịch của Bộ Y tế, phải được chính quyền địa phương tiến hành quyết liệt để Hà Nội sớm trở lại nhịp sống bình thường bốn hiệp hội dệt may, da dày, túi sách, điện tử và gỗ vừa cùng ký chung văn bản đề nghị chính phủ hỗ trợ được mua vaccine phòng covid-19 từ nguồn cung tự kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc bốn lĩnh vực nói trên đã chủ động tìm nguồn cung vaccine. Giữa tháng 7 năm 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng đã làm việc với tập đoàn này để xác minh về khả năng cung ứng vaccine. Do vậy, bốn hiệp hội doanh nghiệp đề nghị chính phủ và Bộ Y tế chủ trì đàm phán với tập đoàn của UAE hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng cho người lao động tại các nhà máy. Mọi chi phí để triển khai các hoạt động trên sẽ do các doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, bốn hiệp hội cũng mong muốn chính phủ tạo điều kiện để cuối tháng 7 đầu tháng 8 này có vaccine để tiêm cho người lao động tại các nhà máy khu công nghiệp của bốn ngành hàng sản xuất xuất khẩu nhằm tiếp tục vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch. Trong khoảng thời gian dịch bùng phát thì nhiều mặt hàng tại Việt Nam đã trở thành một nhu thiết yếu phẩm của nhiều người dân với lượng mua rất là lớn. Ngoài khẩu trang, dung dịch xịt khuẩn, kính chống giọt bắn thì máy lọc không khí cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người quan tâm và tìm hiểu trong mùa dịch này. Cụ thể là chỉ cần gõ cụm từ máy lọc không khí trên thanh tìm kiếm của Google, người tiêu dùng có thể thấy hàng trăm kết quả về sự đa dạng của các loại vật phẩm này của các hãng khác nhau. Có những loại chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng, nhưng cũng có những loại máy móc lọc không khí với độ lọc khuẩn tối ưu có giá khoảng 90 triệu đồng. Ngoài lọc bụi bẩn và tiêu diệt vi khuẩn trong không khí, thì nhiều sản phẩm máy lọc không khí còn có tác dụng là bỏ nấm mốc, này, chốt chất gây dị ứng, loại bỏ mùi hôi khó chịu trong những khu vực ẩm ướt như nhà vệ sinh hay bếp nấu ăn. Hầu hết các loại máy lọc không khí đều tiết kiệm điện năng nên người được người tiêu dùng rất là ưa chuộng. Tuy vậy thì người tiêu dùng không nên hoàn toàn tin tưởng vào những lời quảng cáo trên mạng mà chưa có kiểm chứng cụ thể cũng như là công dụng công dụng diệt Covid-19 khi chưa có các công bố của các chuyên gia trong ngành liên quan. Và đặc biệt tránh chọn mua các sản phẩm cũ, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hội đồng vàng thế giới vừa công bố báo cáo cho thấy nhu cầu tiêu dùng vàng ở Việt Nam quý 2 đã tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020. Và riêng vàng trang sức đã đạt mức là 3,5 tấn. Theo đó, thì trọng lượng đồ trang sức bằng vàng mà người tiêu dùng trong nước mua là vào khoảng 3,5 tấn, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, người Việt đã mua tới 9,1 tấn vàng thanh và tiền xu vàng, tức là đã tăng 75% so với cùng kỳ đánh giá nhu cầu vàng của người tiêu dùng ở Việt Nam nói riêng và của ASEAN nói chung đang bắt đầu tăng lên khi các nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Vàng thực được coi là vật bảo vệ của cải và là tài sản trú ẩn an toàn. Covid-19 đã có tác động đáng kể đến niềm tin của người tiêu dùng và ở những thị trường xử lý Covid-19 hiệu quả thì nhu cầu của người tiêu dùng đối với vàng đã tăng mạnh hơn. ASEAN hiện là thị trường quan trọng của vàng, trong đó thì có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia nằm trong 10 thị trường tiêu thụ vàng hàng đầu trên toàn thế giới và Singapore là một trong những nước có mức chi tiêu bình quân đầu người cho vàng cũng ở mức cao nhất trên toàn cầu. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, thời gian gần đây, cơ quan công an đã xử lý nhiều nguồn tin về nhóm đối tượng thực hiện hành vi gửi hàng loạt các thư điện tử email rác tới các hòm thư điện tử của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Thường các email này có nội dung đe dọa đã chiếm quyền điều khiển máy tính của nạn nhân và đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử Bitcoin, nếu không sẽ phát tán thông tin lên mạng internet. Cụ thể cơ quan công an đã xác định thủ đoạn hành vi phạm tội của các đối tượng như sau: Bằng kỹ thuật giả mạo email, các đối tượng đã gửi email đến nạn nhân, phần thông tin địa chỉ gửi email trùng với địa chỉ email của nạn nhân, với nội dung cảnh báo máy tính của nạn nhân đã bị hacker chiếm quyền điều khiển hoặc bị hacker thu thập được các thông tin hình ảnh nhạy cảm có trong máy tính và bị quay lén qua camera của máy tính. Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền bằng Bitcoin tương đương khoảng 25 triệu đồng đến nhiều địa chỉ, vị trí mà đối tượng yêu cầu nếu không sẽ chia sẻ thông tin lên mạng Internet. Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc, danh dự uy tín, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền đến các vị trí này. Trong quý 2 vừa qua thì khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản tạm trầm lắng ở phân khúc đất nền thanh khoản nhà ở thì cũng đã sụt giảm nguồn cung thì lao dốc. Các chuyên gia dự báo bất động sản sẽ tiếp tục ảm đạm trong quý 3 và quý 4 năm nay, thậm chí còn lâu hơn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến tháng 7, tức bước sang đầu quý 3, số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức cao, nhiều tỉnh thành phong tỏa để phòng chống dịch, khiến các dự án bất động sản phải dừng mở bán. Tâm lý thị trường rơi vào giai đoạn phòng thủ khá mạnh, sức mua kém. Chuyên gia đưa ra hai kịch bản lạc quan và thận trọng. Để dự báo về mức độ trầm lắng của thị trường trong thời gian tới. Kịch bản thứ nhất, thị trường bất động sản kém sôi động suốt quý 3. Từ tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kiểm soát được dịch Covid-19, người dân trở lại sinh hoạt bình thường với các yêu cầu phòng dịch cơ bản và doanh nghiệp bắt đầu tăng tốc bán hàng trong mùa cao điểm cuối năm, từ đầu quý 4. Kịch bản thứ hai, thị trường trầm lắng đến cuối quý 4 và phải chờ đến sau kỳ nghỉ Tết năm 2020 mới bắt đầu tái khởi động lại. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đang chọn phương án thận trọng để để chờ thời điểm thị trường hồi phục mới nhập cuộc. Một số ít doanh nghiệp vẫn đang chuẩn bị giải pháp sống chung với dịch bệnh bằng cách chuyển hướng bán bất động sản online. Trong khi xe trong nước ồ ạt giảm giá, thì lượng xe nhập về tháng 7 bất ngờ tăng mạnh với trên khoảng 9.000 chiếc, tăng hơn 3.000 chiếc so với đầu tháng 6 và hơn 7.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Cú đấm bồi, thuật ngữ này khiến cung vượt cầu và cuộc đua doanh số bằng giảm giá sập sàn có thể sẽ kéo dài từ nay cho đến cuối năm. Lượng xe nhập về Việt Nam nửa tháng 7 tăng mạnh so với cùng kỳ tháng trước và năm trước. Lượng nhập hiện tại vẫn chủ yếu từ các nước ASEAN, trong đó tập trung lớn nhất từ thị trường Thái Lan, Indonesia. Về mức giá bình quân nửa đầu tháng 7, giá xe con ở mức trung bình 395 triệu đồng một chiếc, giảm 55 triệu đồng so với cùng kỳ tháng 6 và bằng với mức giá bình quân tháng 7 năm 2020. Hiện thị trường tiêu thụ xe hơi Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm vẫn tăng khá tốt so với cùng kỳ năm trước. Các mẫu xe lắp ráp trong nước có sự gia tăng đáng kể, trong khi đó xe lắp ráp trong nước tăng doanh số 29%, xe nhập khẩu tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xe nhập về nhiều và lắp ráp xe trong nước có xu hướng tăng lên, trong khi tổng cầu thị trường xe giảm do dịch bệnh và khó khăn chung của nền kinh tế. Vì vậy, các hãng xe và đại lý tại Việt Nam liên tiếp giảm giá trong thời gian gần đây để giành giật thị trường và chạy đua doanh số. Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dòng chảy của cuộc sống trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau nhiều ngày bất cập trong việc thống nhất quy cách kiểm soát dịch bệnh đối với phương tiện và hàng hóa, cuối cùng luồng xanh lưu thông hàng hóa được khơi thông sau chỉ đạo kịp thời của chính phủ. Những nội dung chính có trong bản tin dòng chảy của cuộc sống trưa nay.